vốn thì anh phải thực thi theo đúng cái quy định của nhà nước, quy định của chủ sở hữu. Thì cái trách nhiệm này thì chúng tôi nói là gì, nó thuộc cái vấn đề quản trị của người đại diện hay là ngân hàng nhà nước là người là chủ sở hữu trong phần vốn đó. Thì khi bộ tài chính có ý kiến thì ngân hàng nhà nước phải có những chỉ đạo người đại diện vốn. Theo đúng luật là thì chúng ta không can thiệp mệnh lệnh chính trực tiếp vào doanh nghiệp, mà chúng ta chỉ có thể can thiệp qua người đại diện vốn thông qua lá phiếu của cổ đông. Trong trường hợp mà các cổ đông này, cái người đại diện vốn mà thông qua lá phiếu cổ đông mà là bỏ phiếu là không chia bằng tiền mặt, thì anh phải giải trình do tại sao, đúng không? Do tại sao? Nếu trong trường hợp mà cái lý do đấy nó không thỏa đáng, mang ý là thì muốn giữ lại, cổ tức lại cho doanh nghiệp, thì rõ ràng cái đấy là phải tiến hành triệu tập đại hội cổ đông bất thường để thực hiện lại cái phần vốn đấy theo đúng quy định của luật, làm đúng luật, chứ không luật doanh nghiệp hành vốn, cái chương về công ty cổ phần, chứ chúng ta không thể nào làm sai luật được. Thế còn trong cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp, vấn đề mà điều chỉnh tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thì nó phải được sự phê duyệt, chấp thuận của chủ sở hữu nhà nước là ngân hàng và có ý kiến bộ chính trong lộ trình đó. Và lộ trình đó phải chỉ rõ lấy từ đâu. Sau đó người đại diện của nó bằng lá phiếu mình là cái đại cổ đông bỏ phiếu ký quyết của đại cổ đông là quyết định tăng vốn không, phải có lộ trình. Tất cả những vấn đề này thì cần phải được kiểm tra lại, và chúng tôi thì cũng có ý kiến của bộ chính vừa rồi. Vì nguyên tắc là gì, theo quyết định của quốc hội của luật là gì, cổ tức là phải chia đúng thời hạn, là phải chia để nộp về ngân sách. Trường hợp anh giữ lại thì phải có những cái lý do. Thì hiện nay thì chắc là chúng tôi cũng đã có công văn gửi cho thống đốc ngân hàng, thống đốc ngân hàng sẽ yêu cầu các người đại diện vốn của chủ sở hữu nhà nước tại các ngân hàng đó có giải trình lại. Mà trong trường hợp mà giải trình mà không đúng, mà không có cái chủ trương nào vấn đề tăng vốn hay gì đấy, mà được cấp thẩm quyền phê duyệt nhé, có thể đại biểu cổ đông nhưng mà anh là người của công ty vốn mà muốn có tăng vốn thì anh phải phải phê duyệt của chủ sở hữu nước. Chủ sở hữu nước đó thì phải là gì, thống đốc ngân hàng, bộ tài chính, bởi vì đây là doanh nghiệp mà doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp, thì cái đấy lại là doanh nghiệp lớn thì có của thủ tướng. Mà nếu trường hợp không có đủ hết cơ sở đi đấy thì xin phép anh là gì, phải thực hiện theo đúng quy định là mệnh lệnh của chủ theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà, mà đây chúng ta thực hiện theo đúng pháp luật, chứ không phải chúng ta là thể hiện quyền chủ sở hữu mà pháp luật. Pháp luật nói là gì, đây là nguồn vốn đầu tư của nhà nước, của người dân thì phải thu về ngân sách. Còn ngân sách không phải ngân sách là chúng hiện nay khó khăn rồi thì càng phải trân trọng đồng tiền này, còn không khó khăn cũng phải thực hiện theo đúng quy định của quốc hội.